là từ đây ra đấy có 7 cây. Nhưng mà những cam của tôi có vấn đề, để đợi tôi lau cái cam đó nhá. Gần thôi, đi gần thôi, ý thôi. Hoàn cảnh chắc hiểu. Xin cơm chay ở chùa ấy. Mô Phật Thái Lan đây. Đây là khu vực này là giáp với cả Lào, ra sông Mekong. Các bạn biết là mới biên giới của Thái Lan rồi. Hôm qua từ biên giới của Việt Nam sang Lào nhá, là đường xấu kinh khủng, lắc la lắc lư, nhưng mà khu là toàn đồi núi. Đây là biên giới của Thái Lan mới, đây là mới sớm vào biên giới. Bên Lào với bên này chùa to lắm. Cách một tí này chùa. Được cái là đi túc lại mát. Tô nó nhiều nhà biên giới mà nó ra nhiều như này. Mày ngồi sau bố đi để bố lên cái cửa nữa. Mát thật. Đi dòng mấy buổi chùa hôm nay ngồi. Mà xe túc túc này hôm nay có sang bên phiền đéo đâu. Nó ra trên này phải đi xem. Đi dòng lại lằng nhằng lại. Rất nhập cảnh. Nhưng mà chắc thì mất khoảng 15 một số thứ nho nhỏ của Thái Lan thôi. Mẹ Bangkok thì đồ đạc các thứ còn để bên kia, xe máy hai xe một thuê xong rồi vứt ở bên kia. Mô tô đi cửa làng. Mẹ ở đây có mỗi buổi chiều thuê gì xe máy. Vào bây giờ vào chùa mày mày thăm sư là đã hết mẹ nó buổi chiều rồi. Vào đấy chỉ sụp tí là hết chiều.
nhở? Bên này á? À? Bên này có đi ngược chiều nghỉ hôi rồi ơi, ở đâu chả có đầu xanh đầu đỏ á? À? Đâu chả có thằng phóng nhanh vượt ẩu. Mẹ xuống địa ngục cũng có thằng phóng nhanh vượt ẩu luôn. Lên thiên đàng lên trời còn có thằng ham gái như bắt tới này này đầy xuống ấy. Đâu này cứ tưởng là lên thiên đàng lên trời mà lại toàn người tốt gặp với nhau toàn giúp nhân độ thế à, lên trời cũng có bắt giới lấy hai đấy, hai ba giá tiền đấy. Ừ kéo phải chùa này chùa cơ mà. Từ từ đấy để tôi xem lại nào. Bảo đi chợ ông thì chở mẹ ra chùa. Sao bảo ra vừa ra chùa ông phải chở mẹ ra chợ. Thế là ông nó à? Ông nhận giá là có 70k là ông nó à? Ấy bắt đầu là cô sư đang đi khất thực các chợ rồi. Đây sư Nam Tông này. Còn sang bên kia rồi sư cũng đeo kính như ông đấy luôn. À nhưng mà ông, mấy ông này cũng đi giày đi trước các kiểu này đấy vào chợ đấy đi trong chợ như như người lớn luôn. Có phải dừng lại để xem là có đi đúng địa chỉ không, tại vì mình bảo mình đi chợ mà à mình đi chùa này ông ấy rất nhẹ vào chợ hóa ra là xong rồi xem lại cái bản đồ thì là ông này ông đi sai đường, ông rất nhẹ vào cái chợ bảo đi chùa ông rất nhẹ vào chợ này phải đi lại để đi tiếp. Đấy, đường ngách đây, đường ở trong chợ mà để cho xe túc túc đi thoải mái vọt cứt luôn. Đấy, nó không hiện đại không, con khai cái trải nghiệm của các bạn như thế này là tôi nghĩ là nó không được tốt, nó kiểu nó không có cái góc quay với các thứ nó đẹp không vừa to đấy. Mình lúc đi mình đã dự đoán là thế nào cũng mưa rồi. Qua cửa tiếng chùa. Chắc là bên này nó mưa tầm nửa tiếng, một tiếng thôi. Nó tí nó làm nó lại ấy. Thế mà quá ăn nó có gì nhiệt tới của nó mà. Từ ra chùa. Ra đấy thì nó cũng như thế này thì nó sẽ có quán ăn. Từ từ để lại đi kia xem không? 900m nữa là đi cái chùa đi như này nó sẽ không có đi xe máy mà chú nào được 70.000 của mình mẹ nha 100 bạc gần 70.000 để cho dễ nhớ thì là một bạc là sáu gần 700 tiền Việt đấy, 100 bạc là 700.000 100 bạc là 700.000 ba đâu 700 một bạc là 700 1.000 bạc thế là 700.000 32 bạc nhân 700 3721 là 22.000 như thằng Mạnh nó nói là đúng. Nó đang dùng đúng là cái trái rồi mình đấy bán chữ làm hoa hoàng trái nhiều rồi. Không phải mưa không biết là ở mình bây giờ nó có mưa không. Đường nàng vẫn là đường hai chiều luôn nhá. Ông có nói được hai câu
hai câu tiếng Việt. Đi túc túc không? Nó hỏi mà có biết tiếng Việt không mà không biết tiếng Việt. Chú ơi là ông ta cái cam nó bị mưa rồi ấy bảo. Ra kia kìa. Ra đến nơi kia là. Ở đây không biết là có cơm cháy không đây. Vừa thế này. Ủa, quý vật tử tự vẫn ở Việt Nam ra. Vào chùa đấy chứ cần gì. Chùa mẹ mày thích đi chùa. Tâm hướng Phật. Đây, mẹ. Đấy, vào chùa đấy. Vào, xong rồi. Đấy, vào chùa tha hồ nghỉ ngơi. Trả tiền, trả tiền. Xuống xuống xuống. Xuống xuống xuống. 100 100 100 100 100. Nó là Phật không chia Nam Bắc. Phật không chia Việt mới Thái. Cứ vào là được. Cứ vào là được. Thế tôi nghỉ đã nhá. Mưa như thế này review mẹ rồi, kia là Hoàng Công Đức. Nghỉ đã, đấy Hoàng Công Đức đây. Chùa